Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2023. Thanh Hoàng xin chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tô Lâm có đặc quyền hô mưa gọi gió cử người là lính của mình làm phó chủ tịch quốc hội một nhà báo kỳ cựu bình luận Tô Lâm đã cố ý biệt phái người sang quốc hội Vô hình chung coi việc bầu cử đại biểu quốc hội chả là cái đinh dị gì Báo đảng hôm 27 tháng 5 đưa tin về chuyện giới chức công an được biệt phái làm phó chủ tịch quốc hội Sẽ mang hàm đại tướng Biệt phái là gì? Cứ hiểu nôm na biệt là đặc biệt và khác với bình thường Biệt đãi là sự ưu đãi đặc biệt Biệt danh là tên gọi khác cho riêng ai đó, ví dụ như ông Nguyễn Lương Bằng có biệt danh là Sao Đỏ. Phái là cử, sai là khiến, điều chuyển, phái viên là để chỉ người được cử đi, phái bộ là nhóm người được cử đi, biệt phái tức là cử ai đó đi làm nhiệm vụ đặc biệt và không theo quy tắc quy định thông thường. Chuyện biệt phái từ quân đội và công an sang các cơ quan ban ngành khác ở xứ Việt Nam vốn chẳng ai xa lạ gì và nhất là để đảm bảo về quốc phòng và an ninh. Tôi từng chơi quen với một anh bạn, chính anh ấy kể cho tôi nghe bản thân đi học ở Liên Xô về ngoại giao nhưng lại là người của cơ quan an ninh. Học xong về nước, làm bên ngoại giao một thời gian, rồi được bên an ninh biệt phái sang làm việc cho một hãng hàng không nước ngoài, rồi ít lâu sau sang làm cho một hãng bảo hiểm nước ngoài, rồi sau đó sang những đâu nữa thì tôi không rõ. Đẹp trai, ngoại ngữ giỏi, chơi gôn cũng tài, quan hệ rộng, đổi chỗ sành sạch, có lương, cứng, an ninh rồi, làm đâu chả được. Và tất nhiên thì không phải biệt phái để làm kinh doanh mà việc khác theo nhiệm vụ được giao. Nhưng trường hợp của Tô Lâm vừa đề nghị có khác, biệt phái sĩ quan đang ở sang biệt quốc hội và làm lãnh đạo. Mà muốn làm lãnh đạo ở quốc hội, điều kiện tiên quyết phải là đại biểu quốc hội. Ta đều biết, quốc hội là cơ quan dân cử và đại biểu quốc hội do dân bầu ra trong kỳ tổng tuyển cử, đó gọi là dân chủ đành rằng dân chủ ở xứ này không giống như các nước khác trên thế giới nhưng ít ra thì phải tôn trọng nguyên tắc bầu cử ấy nếu muốn có người am hiểu về quốc phòng an ninh làm việc ở quốc hội nhất lại là chủ nhiệm cái ban chuyên môn ấy thì điều đầu tiên phải có sĩ quan công an hoặc quân đội được dân bầu làm đại biểu quốc hội đặt trường hợp không có ai dạng ấy chúng dân biểu Chuyện này ở nước khác là bình thường, nhưng ở xứ này do cơ cấu sẵn và không bầu cũng chúng nên không xảy ra thì cứ chọn người tài đức giỏi giang làm chủ nhiệm, cứ gì phải sĩ quan công an quân đội, tướng này tướng nọ. Những nước dân chủ thực sự, bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng an ninh đều là dân sự, đâu cần tướng tiếc khi các vị đã cố ý biệt phái người ra quốc hội vô hình chung coi việc bầu cử đại biểu quốc hội chả là cái đinh dị gì cả một kiểu xé rào mà cũng nói luôn nếu đã thành người của quốc hội cơ quan dân sự làm quái gì cứ phải tướng tiếc để dọa anh dọa mà hay là sợ anh em tâm tư tướng cho lắm vào đôn lên cao cho lắm vào, chỉ tốn tiền ngân sách và làm giảm giá trị hàm sĩ quan vốn đã quá mất giá trị ngoài giá lương cao chót vót. Quốc hội Cộng sản Việt Nam nên bình tĩnh, đừng mùi lòng tặc lưỡi cho xong cái đề nghị ấy. Bên cạnh đó, Tô Lâm đề xuất tăng tuổi phục vụ cho công an. Ngày 7 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Theo đó, Chính phủ đề xuất quy định sĩ quan Công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải có ít nhất đủ 3 năm công tác và trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định. Dự thảo sửa đổi bổ sung điều 23 của Luật Công an nhân dân theo hướng chính quy quy định từ cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc và đạt được trong chiến đấu và công tác. Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt, xuất sắc đang được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét quyết định thăng cấp bậc hàm tướng trước thời hạn. Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì dự thảo luật bổ sung quy định trưởng công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá, về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, công an, dự thảo luật bổ sung quy định tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất cho công nhân, công an nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi, tăng 2 tuổi của sĩ quan và hạ sĩ quan, riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi. Nữ sĩ quan cấp tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành. Bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan công an, nhân dân trong trường hợp đặc biệt. Lý giải về sự cần thiết tăng hạng tuổi phục vụ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết theo Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi. Đối với Nam, vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. Do đó, khoảng cách về tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với người lao động tăng lên, vì vậy mà trên cơ sở quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, tính chất đặc thù của lực lượng công an nhân dân thì cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan cho phù hợp. Theo dự thảo luật Thời gian tăng tuổi theo lộ trình như sau: mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan thì hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi và không theo lộ trình nêu trên. Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày luật này có hiệu lực thi hành. Mới đây một tướng công an lính của Tô Lâm thì đã dọa dân ăn đòn. Trường công an huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai được ghi nhận là nói trong một đoạn video clip được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Tao nói luôn là cho mày ăn đòn. Tao là trưởng công an huyện. Trong đoạn clip được quay vào đêm 7 tháng 5, Người được cho là Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, trưởng công an huyện Bảo Thắng vừa xưng mày tao, vừa tuôn ra những lời chửi bới thô tục nhắm vào một tài xế xe hơi bị chặn trên đường do vi phạm luật giao thông. Báo lao động hôm 27 tháng 5 cho biết trưởng công an huyện có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người vi phạm luật giao thông nhưng tránh nhắc tên cán bộ công an này. Bản tin cho biết nhiều người bày tỏ bất bình về thái độ thiếu chuẩn mực của bộ của cán bộ công an nhưng cũng có ý kiến cho rằng tài xế vi phạm giao thông có thể đã chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng dẫn đến sự việc nêu trên. Báo Lao động dẫn phản hồi của một giới chức ẩn danh của công an Lào Cai rằng đã yêu cầu những người liên quan làm báo cáo. Hiện chưa có kết quả và chúng tôi sẽ cung cấp ngay khi có thông tin chính xác trên tinh thần nếu sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó, người này nói. Sự việc xảy ra chỉ một tuần sau khi mà Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị cảnh cáo và cho ngưng việc về hành vi tương tự. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 22 tháng 5, ông Nam bị người dân ghi hình vụ say rượu lái xe hơi vào đêm ngày 17 tháng 5, đi sai làn đường và tông vào một xe hơi khác. Sau vụ va chạm thì ông Nam đánh chửi tài xế chiếc xe kia với những lời thô tục hành vi ứng xử của ông Nguyễn Thành Nam được Thành ủy Hạ Long kết luận là biểu hiện thiếu gương mẫu trong lối sống sinh hoạt và thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, làm xấu đi hình ảnh của công an nhân dân và làm mất uy tín của cá nhân ông này. Tờ tuổi trẻ cho biết thêm sau vụ này thì Nguyễn Thành Nam sẽ bị điều chuyển, bố trí công tác khác nhưng chưa rõ vị trí mới của ông này là gì. Cũng liên quan đến công an thì thanh niên ở Bình Phước chết sau khi làm việc với công an huyện anh NTG 27 tuổi ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước chết sau khi bị công an đưa về đồn với cáo buộc là nghi can một vụ trộm cắp dây điện. Theo tờ Thanh niên hôm 27 tháng 5, khoảng 1 giờ sáng ngày 25 tháng 5, công an huyện Bù Đăng nhận tin báo về một vụ trộm cắp dây điện nên đã đi xác minh. Tại thị trấn Đức Phong, công an phát giác 4 người đang đi trên hai xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Hai chiếc xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Lực lượng công an sau đó bắt được hai người cùng thang vật và nhóm này vừa trộm cắp. Hai nghi can khai nhận nhóm của họ có bốn người trong đó có nghi can vừa trộm cắp dây điện. Vào 5 giờ sáng cùng ngày, công an bắt nghi can tại một quán cà phê và đưa về đồn. Theo báo thanh niên thì trong quá trình làm việc nghi can tỏ ra mệt mỏi nên công an đưa đến trung tâm y tế huyện nhưng nghi can đã chết sau đó. Chúng ta cũng đã biết rồi từ trước đến giờ nếu như ai đã từng vào đồn công an làm việc thì có thể biết công an thượng càng tay hạ càng chân là một chuyện rất là bình thường và chúng đánh giống như kiểu là đánh trâu đánh bò chứ không phải là một con người. Cho nên chuyện khi vào đồn công an làm việc và chết đó là chuyện bị công an bức cung nhục hình mà chết điều đó không có gì xa lạ ở xứ đông lào bản tin cho rằng để đảm bảo khách quan trong việc xác định nguyên nhân cái chết của nghi can công an tỉnh đã trưng cầu trung tâm pháp y sài gòn tham gia giảo nghiệm tử thi và có sự theo dõi của gia đình nạn nhân theo kết luận ban đầu nghi can chết do phù phổi Liên quan đến vụ việc này thì báo dân việc cho hay gia đình nghi can cho biết đêm 24 tháng 5 sau khi ăn tối ở nhà thì nghi can đi ra ngoài đến khuya không thấy về nên gia đình mở định vị cài đặt trên iCloud thì biết được anh này đang ở đồn công an huyện. Vợ nghi can chạy đến đồn công an hỏi thăm thì không nhận được tin tức gì. Lúc này xác định lại định vị chiếc iPhone của chồng thì vợ nạn nhân biết chồng đang ở trung tâm y tế huyện Bù Đăng. Khi đến nơi này, vợ nạn nhân được báo tin chồng mình đã qua đời. Đáng lưu ý là báo Thanh niên dẫn khuyến cáo của công an tỉnh cho rằng suy đoán công an đánh chết người trong vụ này là chưa có cơ sở và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh lực lượng công an nhân dân. Hồi cuối tháng trước, ông Đào Bá Cường, 62 tuổi ở phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phúc, Phú Yên, bị bắt với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân. Ông Cường là cha của nghi can Đào Bá Phi, 39 tuổi, chết bất minh tại trại giam công an ở Phú Yên hồi tháng 10 năm ngoái. Ông Đào Bá Phi là một trong hai nghị can của vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra ngày 14 tháng 10 ở xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Bị công an bắt tạm giam rồi bất ngờ tự treo cổ, theo xác nhận của công an. Bản tin của Báo Thanh Niên viết từ hồi tháng 12 năm ngoái đến lúc bị bắt, ông Đào Bá Cường nhiều lần gửi đơn yêu cầu giải quyết một số nội dung có liên quan đến cái chết của con trai Đào Bá Phi đề nghị trả xác con trai và kêu oan đòi làm sáng tỏ sự việc. Trong hai vụ việc nêu trên thì tất cả các vụ chết bất minh sau khi mà lên đồn hoặc trong lúc bị giam ở nhà tạm giam công an các tỉnh thành đều không được điều tra độc lập và công bố nguyên nhân. Chúng ta cũng có thể thấy rằng ông Tô Lâm là một nhân vật quyền lực thứ hai hiện nay sau ông tổng bí thư nguyễn phú trọng ông phạm minh chính cũng là một thế lực mạnh nhưng hiện nay thì đang bị tô lâm và nguyễn phú trọng đưa vào tầm ngắm cho nên thế lực của ông ta không còn mạnh như trước nữa và hiện nay thì thế lực thứ nhì trong bộ máy của nhà nước việt nam nhà cầm quyền cộng sản việt nam thì chúng ta có thể thấy rằng tô lâm là người có thể hô phong hoán vũ và ông ta đề nghị và đưa người của ông ta lên làm phó chủ tịch của quốc hội thì chúng ta có thể thấy được rằng sức mạnh của ông ta như thế nào. Nói đến sức mạnh của tô lâm thì không thể không nói đến hưng yên hóa nhãn lồng hóa bộ công an. Hiện nay thì ở trong bộ công an phần lớn các những người phó của ông tô lâm thì phần lớn đều là người của hưng yên mà người dân việt nam hay dùng từ gọi là nhãn lồng hóa ngành công an. Và như vậy thì không riêng gì ông tô lâm kể cả phạm minh chính cũng vậy ông ta cũng đang sắp xếp để cho người ông ta vào trong chính phủ nhiều nhất à, chúng ta có thể thấy rằng từ trước đến nay thì bất cứ một lãnh đạo ở xứ cộng sản việt nam nào đều cài cắm nhân sự của mình và như vậy thì khi cài cắm như vậy thì vừa làm mạnh Uh, phe phái của mình và vừa nếu như mà có chuyện gì xảy ra xấu nhất, ví dụ như nghỉ hưu, hạ cánh an toàn chẳng hạn thì vẫn có người có thể chống lưng và không phải đi chăn kiến giống như một số người khác. Ở xứ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rằng phe phái thì rất là nhiều bây giờ thì đặc biệt nhất đó là phe mạnh nhất hiện nay phải nói đến phe của nguyễn phú trọng phe hà nội và tiếp đến là phe hưng yên và à, thứ ba đó là phe thanh nghệ tĩnh phe thanh nghệ tĩnh thì ở đây có gồm cả thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nhưng thanh hóa thì phe của họ không được mạnh lắm mà phe nghệ an hà tĩnh mới là phe mạnh nhất chúng ta đi từ bắc vào nam từ thành phố cho đến vùng sâu vùng xa hoặc là đi ra tận ngoài đảo vắng đều là những cán bộ người Nghệ An Hà Tĩnh. Chúng ta có thể thấy bên ngành điện lực rồi những ngành y tế và những ngành khác là những ngành đặc trưng kiếm ra tiền rất là nhiều thì phần lớn đều là do người Nghệ An Hà Tĩnh à, là những người đứng đầu ở trong các lĩnh vực này. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng hiện nay thì bên ngành công an ông Tô Lâm có thể Hồ mưa gọi gió như thế nào thì chúng ta cũng đã thể thấy được rồi và những sai phạm của ông lulu lù lù ra đó nhưng ông Nguyễn Phú Trọng cũng chưa làm được gì ông tô Lâm thì có thể thấy được rằng thế lực của tô Lâm đang vững mạnh đến mức độ như thế nào tô Lâm thì có dính lùm xùm đến vụ ăn bò dắt vàng ở London và vụ bảo kê cho công ty avg mua bphone mua cổ phần 95% avg thì với chữ ký tuyệt mật của Tô Lâm thì đã bao che cho tội phạm và rút diệp rút ruột ở ngân sách của nhà nước uh, tới rất là nhiều tiền và chúng ta có thể thấy được rằng Tô Lâm đã bao che cho em trai của Phạm Nhật Vượng đó là Phạm Nhật Vũ chỉ đi tù có 3 năm. 3 năm ngồi tù thì chưa đủ thời gian để mà biết cách mắc cái màn ở trong tù nó như thế nào. Nếu ai đã từng đi tù như Thanh Hoàng thì có thể biết được rằng đi vào trong đó họ không cho đem bất cứ dây nhợ hoặc dao kéo hoặc bất cứ thứ gì vào đó cả. Cho nên khi vào đó thì chúng ta phải nhồi cơm lên và cho thật nhuyễn và cho thật dẻo và sau đó dán lên những bức tường bằng bê tông và sau đó từ đó thì có thể cột màn lên trên đó để mà ngủ. Thì có thể thấy rằng Phạm Nhật Vũ chắc chắn đi tù thì sẽ được ở tù giống như là khách sạn chứ không phải là ở tù giam chung bởi vì ông ta có tiền và sau so lưng ông ta đó là một tỷ phú đô la ông phạm nhật vượng anh trai của ông ta cho nên chắc chắn ông ta đi tù thì đi cho có lệ chứ đi tù như ông ta thì ai cũng có thể đi tù được Nói đến Tô Lâm thì chúng ta có thể thấy rằng thời gian này thì ông ta đang khui ra sai phạm của Phạm Minh Chính. Thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh Quảng Ninh và hiện nay thì ông ta đang giáo giết để bắt cho bằng được bà Nguyễn Sinh Hình Nhàn được đồn đoán là người tình của Phạm Minh Chính và hiện đang trốn ở các nước ở trên thế giới mà nhiều đồn đoán thì cho rằng đang ở Trung Quốc. Nhưng theo Thanh Hoàng nghĩ thì bà này không dại gì trốn ở Trung Quốc nếu trốn ở trung quốc thì khác nào trốn ở việt nam chẳng khác thế nào cả có lẽ đó chỉ là những tôn tin đồn bịa đặt để cho ngành công an của tô lâm bị loạn lên và không biết định vị định hướng như thế nào cho nó chắc chắn và chúng ta cũng có thể thấy rằng tô lâm là một con người rất là độc ác như thế nào từ thời mà tô lâm làm bộ trưởng bộ công an thì người dân việt nam bị bắt rất nhiều liên quan đến rất nhiều lĩnh vực mà đặc biệt là phản động À, những người chống đối nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho dù đã à, nghỉ viết bài và đóng facebook nhưng cuối cùng thì vẫn bị bắt đi tù à, ví dụ như là nguyễn lân thắng là một ví dụ điển hình à, anh ta đã rất là lâu hơn một năm trời anh ta đã không viết bất cứ một cái gì ở trên facebook nhưng đến khi cần thì tô lâm vẫn bắt à, và phải nói rằng nếu như mà tô lâm muốn bắt người thì phải có ý kiến của nguyễn vũ trọng vì lẽ đó mà từ hồi ông Nguyễn Phúc Trọng lên làm Tổng Bí Thư đến nay là nhiệm kỳ thứ ba thì trong vòng suốt gần 10 năm qua thì có lẽ giới bất đồng chứng kiến ở xứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị bắt nhiều nhất và liên quan đến tội ác này phải kể đến đó là Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm ông phạm minh chính thì hiện nay đang bị ông nguyễn phú trọng cư ghế và tô lâm thì đang có hồ sơ ở trên bàn vì việc sai phạm của ông phạm minh chính liên quan đến người tình nguyễn thị thanh nhàn à, và bây giờ thì tô lâm đang giáo giết để tìm cách bắt bà nguyễn thị thanh nhàn trở về nhưng mà theo mình nghĩ thì bắt nguyễn thị thanh nhàn không hề đơn giản một chút nào cả bởi vì từ trước đến nay thì những phụ nữ trốn truy nã rời khỏi đất nước việt nam thì chưa ai bị bắt về cả và đến tận ngày nay thì chỉ bắt được những nhân vật là nam giới bởi vì những người này bị bắt cũng liên quan đến dạy gái bộ công an đã dùng gái để mà làm chim mồi để bắt như trịnh xuân thanh chẳng hạn đưa người tình của trịnh xuân thanh từ việt nam qua và nhử cho ông này đi ra công viên để mà chụp bao và tầm thuốc mê để đưa về đại sứ quán ở cộng hòa liên bang đức ở Berlin Cộng hòa Liên bang Đức và sau đó thì đưa qua bên Slovakia và sau đó thì mượn máy bay của Slovakia để bay sang Nga. Nga thì cũng không khác là sân sau của nhà công quyền cộng sản Việt Nam cho nên khi qua đến Nga rồi thì đưa Trịnh Xuân Thanh về nước không có gì là khó cả còn những người mà bắt đầu chứng kiến bị bắt ở Thái Lan như là Đường Văn Thái hoặc là Trương Duy Nhất thì không có gái ở trong này nhưng mà uh, trước khi Đường Văn Thái và Trương Duy Nhất bị bắt thì cũng có chim mồi là những người bạn của hai người này từ Việt Nam bay qua và sau đó bị bắt chúng ta là những người mà luôn luôn bị rình dập bởi cánh tay của đảng cộng sản Việt Nam có thể bắt bất cứ lúc nào cho dù là ở nước nào thì chúng ta cần phải cẩn thận hơn trước những hành động uh, vô nhân tính của nguyễn phú trọng cũng như là tô lâm và điều đó cực kỳ là cần thiết đường văn thái cũng đã rất nhiều lần được thanh hoàng khuyên nhủ là không nên đi chơi lung tung và cần phải chấm dứt những quan hệ mà những người này ở việt nam đến khi mà khi họ định vị được nơi mình ở và đặc biệt thì ví dụ như nhân vật đường văn thái chẳng hạn thì anh ta đã dùng phần mềm zalo của cộng sản và hệ điều hành cốc cốc uh, của việt nam khi mà sử dụng trong máy tính thì chẳng khác nào tự mời công an đến nhà của mình cho dù không có người dẫn đường chỉ lối nhưng công an vẫn có thể bắt được uh, những người sử dụng uh, các cái phần mềm của cộng sản dễ như là trở bàn tay bởi vì họ chỉ cần uh, kiểm tra là họ biết mình đang ngồi ở đâu và đang online hay là offline máy của mình cho nên là uh, khi mà thoát được chế độ cộng sản việt nam thì chúng ta cũng nên chấm dứt hết những cái phần mềm của nhà cầm quyền cộng sản việt nam uh, hiện nay thì có rất nhiều các loại phần mềm tại sao chúng ta không dùng ví dụ như là hệ điều hành của google hay là hệ điều hành Pager hay là uh, có một số rất nhiều các cái hệ điều hành khác ở trên thế giới của mỹ của nhật cũng rất là nhiều tại sao chúng ta không dùng và khi mà trốn khỏi chế độ cộng sản việt nam thì chúng ta cũng nên cần phải phòng bị cho mình một cách an toàn nhất và không nên để quá sơ hở tới những cái chuyện mà có thể bị bắt cóc để đưa về việt nam ví dụ như là trương duy nhất hoặc là đường văn thái chẳng hạn Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi